Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Rượu, bia có thể chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tới 100%. Tại tờ trình chính phủ về dự thảo sửa luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế với tất cả đồ uống có cồn, thực phẩm lên men từ trái cây, ngũ cốc, đồ uống pha chế từ cồn thực phẩm. Đặc biệt, nước ngọt cũng sẽ thuộc đối tượng chịu thuế này. Hiện, mức thuế tiêu thụ đặc biệt với bia là 65%, rượu 35-65% tùy độ cồn dưới hay trên 20 độ. Song, các mức này được Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh theo lộ trình từ năm 2026 đến năm 2030. Việc này nhằm tăng giá bán thêm 10% theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cụ thể, với rượu 20 độ trở lên, cơ quan này chọn phương án áp thuế 80% vào năm 2026, tăng dần lên 100% vào năm 2023. Rượu dưới 20 độ chịu thuế 50%, sau đó tăng lên cao nhất 70%. Bia các loại cũng tăng dần từ 80% lên 100%. So với năm 2025, giá bán rượu bia sẽ tăng 20% vào năm 2026. Bộ Tài chính cho biết thêm rằng, các năm sau đó, giá các mặt hàng này sẽ thêm 2-3% tùy theo lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Liên quan tới thuế này, trước đó, nhiều doanh nghiệp kiến nghị chính phủ chưa tăng thuế do lo ngại thiệt hại kinh tế đáng kể với ngành và thu ngân sách sụt giảm. Năm ngoái, doanh thu ngành bia giảm 11%, lợi nhuận sụt 23%, theo ước tính của Hiệp hội Bia rượu nước giải khát. Theo các doanh nghiệp, việc tăng thuế dẫn tới điều chỉnh giá bán chưa phải là công cụ hiệu quả giúp thay đổi thói quen tiêu dùng. Thay vào đó, chính phủ cần có các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tạo ra các sản phẩm phù hợp, mang lại lợi ích cho người dùng, nền kinh tế. Điều chỉnh mức lương với người có lương hưu thấp. So với dự thảo trình Quốc hội tại đợt 1 kỳ họp thứ 7, Điều 37 của dự thảo luật sau khi chỉnh lý đã quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định điều chỉnh mức tăng cao hơn đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 và đối tượng có mức lương hưu thấp. Quy định này nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Chính phủ sẽ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu. Tại điều khoản chuyển tiếp, dự thảo luật cũng bổ sung quy định người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1 tháng 1 năm 1999 được tính để hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của chính phủ. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành, mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là bằng mức lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1,8 triệu đồng trên một tháng, do đó, mức lương hưu thấp nhất là 1,8 triệu đồng. Tuy nhiên, theo chủ trương của Nghị quyết số 27 NQTVK về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, lương cơ sở sẽ được bãi bỏ. Tại dự thảo luật mới nhất, chính phủ cũng thống nhất trong khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở, thì mức tham chiếu quy định tại luật này được áp dụng bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở. Dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Quốc hội thảo luận, dự kiến thông qua ngày 25 tháng 6 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Triệt phá 2 vụ ma túy, phát hiện 3 khẩu súng ngắn. Chiều ngày 13 tháng 6, Công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt Đoàn Phương Lâm, sinh năm 1987, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và Tiêu Huy Mai Phương, sinh năm 1980, ngụ thành phố Sóc Trăng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, nhận được tin báo của người dân tại khu vực bến xe Sóc Trăng, đường Lê Duẩn, thành phố Sóc Trăng, thường xuất hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, mua bán trái phép ma túy. Công an thành phố Sóc Trăng nhanh chóng tiến hành xác minh. Đến khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 6, trinh sát phát hiện Lâm có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một gói ni lông bên trong có khối lượng hơn 200 gram methamphetamine. Lâm khai nhận mua ma túy đem về cho Phương. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương, công an thu giữ 8 gói ni lông bên trong chứa ma túy đá, 2 ống thủy tinh có hơn 8,4 gram methamphetamine, 3 súng ngắn, 7 cây dao và 90 triệu đồng, cùng một số tang vật có liên quan. Lúc 6 giờ 15 cùng ngày, Công an thành phố Sóc Trăng khám xét khẩn cấp nhà số 39 Ngô Quyền, phường 1 thành phố Sóc Trăng, phát hiện Quách Thanh Sơn, sinh năm 1976 và Nguyễn Thị Huỳnh Hồng, sinh năm 1991 có hành vi mua bán trái phép ma túy. Qua khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 20 gói ni lông bên trong chứa ma túy đá, 2 ống thủy tinh bên trong có hơn 4,1 gram methamphetamine cùng một số tang vật liên quan.
Hiện hai vụ việc đang được Công an thành phố Sóc Trăng điều tra mở rộng. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh, gần 20 năm chưa xong tuyến metro số 1 là không thể chấp nhận. Sáng ngày 13 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lần thứ 31 bàn về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng của thành phố. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đặc biệt lưu ý đến đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi triển khai đề án này, thành phố đã tổ chức các chuyến đi nghiên cứu, học tập mô hình nước ngoài. Ông Nên bày tỏ, nhiều chuyên gia, nhà quản lý nói rằng thành phố không có hệ thống đường sắt hoàn chỉnh là bất ổn. Chúng ta phải quyết tâm để không rơi vào tình cảnh đó. Theo ông Nên, Thủ tướng đã phê duyệt 8 tuyến đường sắt đô thị của thành phố với tổng chiều dài 220 km. Đến nay, qua gần 20 năm, dù đã nỗ lực và quyết tâm, nhưng tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên mới hoàn chỉnh được 96% và đang vào giai đoạn cuối để cố gắng vận hành trong năm nay. Với tuyến metro số 1, chúng ta đã nhiều lần thất hứa, có những thứ cứ tưởng dễ dàng thực hiện nhưng lại vướng nhiều thủ tục. Mà những vướng mắc này không thể tháo gỡ hay vượt qua bằng quyết tâm chính trị. Nếu 200 km còn lại mà làm như thế thì không thể chấp nhận được, ông Nên bày tỏ quan điểm. Bí thư Thành ủy cho rằng thành phố phải đổi mới cách làm, có tính đột phá thì mới rút ngắn thời gian và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng hệ thống đường sắt đô thị. Để cụ thể hóa chủ trương trên, trong việc chuẩn bị nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 tới, phải đưa tính đột phá vào nghị quyết. Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Quang Lâm cho biết, hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xây dựng từ năm 2007. Tuy nhiên, tiến độ triển khai chậm, không đáp ứng nhu cầu vận tải, hạ tầng giao thông, không bắt kịp tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ hiện nay. Do đó, tình trạng mất cân đối về thị phần vận tải giữa các phương thức đã dẫn đến nhiều hệ lụy như ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, chi phí vận tải lớn, ô nhiễm môi trường. Vợ chồng bà giáo về hưu bị lừa 1 tỷ đồng, tôi chỉ muốn tự tử cho xong. Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vợ chồng bà giáo đã bị các đối tượng tội phạm lừa đảo qua mạng yêu cầu chuyển nộp hơn 1 tỷ đồng. Bị lừa chiếm đoạt số tiền lớn, bà giáo về hưu suy sụp, chia sẻ, tôi chỉ muốn tự tử cho xong. Nạn nhân trong vụ giả mạo công an lừa đảo này là bà DNA, 76 tuổi, giáo viên về hưu và ông PVT, 80 tuổi, cùng thường trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt lên tới hơn 1 tỷ đồng. Theo lời kể của bà DNA, vào khoảng ngày 23 tháng 1, bà nhận được cuộc gọi vào số điện thoại bàn. Các đối tượng thông báo bà có mua bảo hiểm ở ngoài Đà Nẵng và bị phạt số tiền 29 triệu đồng và liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng yêu cầu mở một cuộc điều tra trực tuyến qua mạng và gọi video đọc các lệnh bắt vợ chồng ông bà. Nhóm này dọa dẫm ông bà phản hợp tác điều tra, nếu không sẽ bị bắt giam. Tiếp đó, nhóm này yêu cầu kê khai tài sản và giao nộp toàn bộ số tiền. Khi các đối tượng gọi điện, chỉ có hai người lớn tuổi ở nhà. Lẽ ra ông bà nên cúp máy, không nói chuyện nữa, nhưng do bị thao túng tâm lý, ông bà đã không tỉnh táo và cứ đôi co với các đối tượng. Quá trình này, các đối tượng đã dẫn dắt tâm lý và yêu cầu ông bà thực hiện chuyển tiền theo chỉ dẫn. Hậu quả, ngày 23 tháng 1, bà DNA đã rút chuyển 200 triệu đồng tiền gửi ngân hàng, số tiền của con gái nhờ giữ, vào tài khoản của Phạm Thành Luân. Ngày 24 tháng 1, bà DNA tiếp tục bán toàn bộ số vàng tích lũy được là 807 triệu đồng, chuyển vào số tài khoản của Phạm Thành Luân. Các đối tượng bắt chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Thành Luân, nói là người của nhà nước nhận tài sản này để tạm giữ, khi nào kết thúc vụ án sẽ trả lại. Mấy ngày sau, bà DNA mới biết mình bị lừa. Hiện bà DNA đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an tỉnh Bình Dương, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả phản hồi. Từ khi xảy ra vụ việc, gia đình bà DNA gặp nhiều khó khăn. Cả hai ông bà đều bệnh tuổi già phải thuốc thang. Ông bà có hai người con, một người thì bị tai biến, người con gái còn lại lập gia đình bị mất việc làm, kinh tế cũng eo hẹp. Theo thông tin, toàn bộ tài sản của bà DNA và ông PVT là tiền tích lũy cả đời để dưỡng già và tiền con